Mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Hôm nay mình tiếp tục lên 40 phôi mini bonsai nha quý vị. Mai này toàn bộ mai giáo nha quý vị. Giáo lá gai. Có số cây giáo Thủ Đức quý vị ơi. Mấy cây già, những cái già sần sùi là giáo Thủ Đức nha quý vị. Đó, số con vô lô đây ha. Rồi không để mất thời gian quý vị, mình tiến hành vô cây số 1 ha. Rồi, cây số 1, chiều cao 19, hoành 9. Đó, hình mặt này như con thú nha vậy, có giờ trước chịu ha. Rồi, mã số 1 vô luôn 100.000. 100.000 mã số 1 nha vậy, khai mạc ha. 100.000 giá hung nghị vậy ha. Đúng chuẩn mini bonsai đây bàn nha vậy. Đó, số 2, chiều cao 27, hoành 8. Đó, để điều chi nha quý vị. Đó, để điều bốn mặt luôn. Rồi, mã số 2 giao luôn 100.000 luôn. 100.000 giá cũng nghĩ quý vị chơi luôn. Đó, đây mã số 3 này nguyên con phú luôn nha quý vị. Đó, số 3 chiều hoành 8, hơn tính 8 thôi, chiều cao này mới xử lý keo ướt quý vị. Chiều cao tất tất rưỡi. Rồi, mã số 3 vô luôn 100.000 luôn. 100.000 luôn nha quý vị. Đó, giò chịu ha. Rõ nét ha. Rồi, mã số 4. Chị đi ngon. Lụng lực. 21, chiều cao hoành thân 11. Đó, cái nơm quý vị. Dù ai nó ngã nó nghiêng ha, lòng anh vẫn giữ như kiền ba chân ha. À, mã số 4 vô lô bị là 200.000. À, rõ nét các vị. Hủ ha, hai giò trước ha. À, 200.000 mã số 4. Đây một cái nôm nữa. Mã số 5. Cây rất dốt nha các vị. Chiều cao 39 thần tài. À, quanh 11 hơn tính 11 thôi, chiều 6 nôm. À, một tấc 6. À, cây rất quái quỳ. Chân dài ha. Chân dài mà có clap ha vậy. Đó. À, cốt cành nó đông đầy đủ vậy. Một tọt bắn ra lùm ha. Rồi, mã số 5 vô luôn bị 200.000. Ủa? Ừ, 200.000 quý ơi. 200.000. Chiều nữ chân dài. Đó. Rồi, mã số 6, cây này quái ha, đấy quái nha vậy. Đó. Đấy, quái. Chiều cao 36, hoành 11. Đó, để thì quấy cuốn tùm lum luôn, để nôm 6. Chiều 6 nôm. Tất 7. Đó, mã số 6 vô luôn 250, mấy cái này nó sần sùi già cây chứ không phải là gì nha quý vị. Già cây ha. Cây mình bao sống nha. Đó. Mã số 6 250 nha quý vị. Đây, mã số 7. Đây này cái trắng bay quý vị, về trồng sữa bầu nha quý vị. Đo chơi đỉnh này đi. 37 chiều cao. 13 hoành. Để nôm nha quý vị, sổ nôm xuống ha. Này chưa xử lý keo mình chốt thì xử lý keo nha quý vị. Rồi, mã số 7 vô luôn 200.000. Cây bắn tược gần lum nha quý vị, cây rất mạnh ha. Rồi, mã số 8. Chiều cao 29. Quanh vị trí này 11 hơn, 10 hơn tính 11 là 10 thôi. Đó, để lùi về chỗ nha quý vị. Rước mới giờ chịu ha. Rồi, mã số 8 vô luôn 150.000. Mã số 8 150.000 nha quý vị. Cũng chuẩn mini bonsai ha. Rồi, cái mã số 9. Cái tàn dù luôn. 56. Quanh 10. À, mới xử lý keo nha quý vị. Ước ha, mới làm tranh thủ làm. Lên clip. Rồi, mã số 9 vô luôn 150.000. Đúng chuẩn mini bonsai tàn dù ha. Đó. Rồi, lên mã số 10. Chiều cao 44, hoành ngay trí này 12. Đó, để đợi rải đều bốn mặt con nha quý vị.
Rồi mã số 10 giao lưu quý vị là 150.000. 150.000, bao sống bao ship toàn quốc luôn. Đó. Rồi, mã số 11. Đây tặng dù luôn. Đi quái. Chiều cao 51. Hoành chính hơn, tính chính thôi. Rồi mã 11 vô luôn 100.000 luôn. 100.000 nha quý vị. Mã 11. Rồi mã 12. Chiều cao 47. Hoành ngay chỉ này 10. Đó. Cái đi quái quý vị ơi. Rồi mã 12 vô luôn 100.000 luôn. 100.000 nha quý vị, mã 12. Rồi tiếp tục mã 13. Đó, cây đế tứ diện luôn, thằng dù. Dù ha. Rồi 62 chiều cao. Hoành ngay chỉ này 10 hơn tính 10 thôi. Đó. Đế rễ đều bốn mặt luôn. Rồi mã 13 vô luôn 150.000 luôn. Đó. 150.000. Rồi mã 14. Cây rất mạnh bắn tượng cùng đâm mất nha quý vị. Đi mua ăn tâm ha. 73 chiều cao. Hoành ngay chỉ này 10 hơn tính 10 thôi. Để nồm xuống quý vị. Đó. Đây quái nha quý vị. Đang bắn tụt rầm rầm ha. Rồi, 14 giao lưu 150.000 luôn. 14. Rồi, 15 cây đế quái luôn. Còn dù luôn. Chiều cao 59. Hoành ngay chỉ này 10 hơn tính 10 thôi. Đó, để rải đều uống mặt luôn nha quý vị. Rồi, trước giờ sau chịu hỏi có đùm ha. Uống đầu rồi ha, quái ha. Rồi mã 15 vô 150.000 luôn. Mã 15. Rồi tiếp tục mã 16. Tàn không nha quý vị. 59. Quanh cái chiếc này 10. Đó, thì đi đều bốn mặt luôn đi. Rồi mã 16 vô lưu 200.000. Mã 16 nha quý vị, cây rất mạnh nha quý vị, bắn tụt ra tháo lại ha. 200.000 mã 16 nha quý vị. Đây mã 17, quái. Rồi chiều cao này đi. Rồi chiều cao về nha quý vị. Chiều cao về là 25. Quanh ngay eo này là 14 hơn tính 14 thôi. Đó. Quái nha quý vị. Rồi mã 17 giao lưu 200.000 luôn. Đó, hay dò trước bỏ, hay dò chịu lực ra. 200.000 mã 17 nha quý vị. Rồi mã 18. Đây rất mạnh. Chiều cao 64. Quanh ngay vị trí này 10. Đó, để đây. Để khá bìa. Cây rất mạnh. Rồi mã 18 giao lưu 150.000 luôn quý vị ơi. Rồi 20 19. Rồi, 19 đâu quê 19. Chiều cao 39, thần tài luôn. Quanh 13. Đó. Cây lực không quê. Cốt cành đóng có nhịp nhàng. Để nôm. Rồi 19 giao lưu 200.000 quý vị ơi. 200.000 mã 19, cây này già cây nha quý vị. Sần sùi già cây nha, chứ không phải là khô gì hết nha. Đó. Rồi mã 20, cây lùng lực. Để nôm. 25. Chiều số nôm, tắt rưỡi. Hoành ngay vị trí này 12. Đó. Cây đế nôm nha quý vị. Rồi mã số 20 này giao lưu 300.000 luôn. Cây đế nôm ha, quái ha. Lùng lực. Chuẩn mini bonsai. Mã 20 300.000. Đây mã 21. Cây này lực quá à. Để uống mặt luôn. 31 chiều cao. Hoành ngay vị trí này 14 hơn tính 14 thôi, gần 15 nha quý vị. Đó. Cái bài đích sợ luôn.
Rồi mã 21 giao lưu quý vị là giá 250 ngàn. Nó có hai giò bỏ quái nha quý vị. 250 ngàn nha quý vị, mã 21. Rồi mã 22, đi đi nôm. Con ức quái luôn, tay cành đều luôn. 72 chiều cao. Quanh lúc trên đây 11. Củ này, củ bú này 21 nha quý vị. Chiều sổ nôm. Tắt rưỡi. Đó, cây này quái quý vị ơi, có cái đít ngộ. Cây rất mạnh như vậy, bắn tụm lum hết á. Rồi mã 22 này giao lưu 300 ngàn luôn. Tay cành khá ok. Cây rất mạnh khỏe luôn. À, mấy cái già già này là dẫu thuốc nha quý vị. Rồi, 23. 23, tay cành cũng khá ok ha. Chiều cao 65. Quanh ngay vị trí này 12 hơn tính 12 thôi. Để điều trị luôn. Tay cành nhịp nhàng luôn. Mã 23 giao lưu 200 ngàn luôn quý vị ơi. 200 ngàn mã 23 nha. Rồi mã 24. Cây đế chảy luôn. Chiều cao 48. Quanh ngay vị trí này 10. Đó. Chỗ này chút mà mình xử keo nha, lý keo nha quý vị, nãy quên. Rồi mã 24 giao lưu 150 ngàn luôn. Mã 24. hai mươi lăm cây này quá quái lùng lực. Chiều cao 22, hoành ngay trí này 13. Đó, quá trời đấy, để nôm sổ quá. Rồi mã 25 giao lưu 200 ngàn luôn, lùng lực bất măng ha. Tay cành nhịp nhàng, bị cây này quý vị về khỏi ghép cũng được nha quý vị. Quý vị thích mau chơi thì ghép nha. Đó. Rồi mã 26. Chiều cao 40. Quanh 10. Đó. Mã 26 giao lưu 150 ngàn luôn. 150 ngàn mã 26 nha quý vị. 26. Mã 27. Đây, đây là quái luôn. Đúng chuẩn mini bonsai luôn. Chiều cao 22. Quanh lúc trên đây 11. Chiều sổ nôm. Chiều sổ nôm tắt rưỡi luôn. Cây quái gì đây. Rồi mã 27 giao lưu quý vị là 200 ngàn. 27 nha quý vị, 200 ngàn. Cũng chỉnh mini bonsai luôn. Rồi 28 thì đi nôm không bị ai. 30 chiều cao, quanh ở chỗ này 15. Đó. Cây bắn tuột mạnh nha quý vị. Đó. Mấy chỗ này mình xử lý keo ha. Chiều sổ nôm 15 nha quý vị, để nôm cao quái. Rồi mã 28 giao lưu 200 ngàn luôn vậy ơi. Rồi mã 29, cây này quái luôn, nôm quái. 27 chiều cao, hoành ngay trí này 13. Đó. Để nôm bỏ giò trước chịu quái rồi. Cây rất mạnh nha vậy, bắn cực ra lâm ha. Rồi mã 29 giao lưu 300 ngàn luôn vậy. 300 ngàn mã 29 ha. 29 30, cây này quá trời của đế luôn. Chiều cao 37. Quanh ngay trí này 14. Đế này quý vị, mặt này quá trời một người phụ nữ luôn nha. Nó nôm cao ha. Chiều sổ nôm coi. Chiều sổ nôm 14 quý vị ạ, 13. À, cái mặt này quá trời đế lục lùm luôn. Rồi mã 30 giao lưu 400 ngàn luôn quý vị ơi. Mã 30. 400k ha. 400k. Rồi 31 luôn. Để nôm luôn, được không? Cây này rất dài nha quý vị, đổ sùng lum ha. Chiều cao 41. Quanh 15. Đó, quý vị thấy không? Đổ cục cục bạch bạch luôn ha. Rồi mã 31 giao lưu giá 300 ngàn luôn nha quý vị. Đổ xù rồi quý vị ơi. Cây già cây lắm quý vị ơi. Để đều bút mặt luôn, 300 ngàn mã 31. Rồi 32 cây quái rồi ơi. Chiều cao 46, quanh vị trí này 11.
có nguyên cái cuốn lại như vậy, chỗ này nó cuốn qua là có cái con đế này. Đó. Đuôi quái à, nhìn giống con gì, cá ngựa, con dữ luôn. Rồi, mã 32 Zalo là 250.000. Tên có cốt cạnh đầy đủ như vậy. Chơi là bạn dù mình đi chơi ha. Rồi, 33. Chiều cao 27. Hoành ngay trí này 11. Chiều sáu nôm 13. Nôm đế nôm đặt gặp coi như vậy. Đó. Rồi, mã 33 Zalo 350.000 quý vị ơi. 350.000 ha, mã 33 ha. Cây đế nôm ha. Này chưa khác đế nó sổ dưới lúc dưới nha quý vị. Đây, con thú đây. 34. Chiều cao 19. Quanh 10. Đó. Mặt này mặt tiền nữa kìa. Đây à, đế gặp gặp rồi ha. Đấy, chân đã đầy đủ. Mã 34 Zalo là 250.000 quý vị ơi. Mã 34 nha. Này con thú thấy rõ ha. Đó. 250.000 mã 34. Đây. 35. Đó. 35 cái này quái. Chiều cao 25. Quanh ngay chiếc này 11. Đó. Đấy nộm quái quá. Con đấy lực lực không à. Con đấy cũng bằng cái thân luôn. Rồi, mã 35 Zalo 250.000. Đó, cây này rất quái nha vậy. Bảo đảm này trái hàng chắc. Rồi, 36. Đó, nhìn cái này quái. Chiều cao 24. Hoành 12. Cũng đặt 30. Đó. Cây đế nôm nha vậy. Đế nôm bỏ đều bốn mặt ha. Rồi, mã 36 Zalo 300.000 nha vậy. 300.000 ha. Cây này rất quái quá. Đó. 300.000. Mã 36. Đây, 37 cây này quái lực luôn. Chiều cao 25. Hoành 15 hơn. Ủa 14 hơn, tính 15 thôi, 14 thôi. Đó. Cây rất quái nha vậy. Lực ha. Đó, nhìn cái giống con dịu vậy. Rồi, mã 37 Zalo là giá 300.000 luôn. Cây này quái gì vậy? 300.000. 38. Cây này quấy gì cả na luôn. Chiều cao 26. Chiều sổ nôm 13. Hoành 12. Đó. Rồi, má 30. Cái này nãy 37 nha quý. Nãy 38 nha, này 38 nha quý. Má 38 Zalo 300.000 quý. 38. Bây giờ rồi 37 nha quý. 37 cũng 300.000. Đây. 39 cây lụng bực. 24 chiều cao. Hoành ngay trí này 13. Đó, đấy nó nôm đều bốn mặt nha vậy. Đó, nhìn mặt này nè. Quấu xuống à. Rồi, mã 39 này thành tài Zalo quý vị là giá 350.000. 350.000 nha vị. Rất mong cô chú bác ủng hộ kênh mình, chia sẻ cho anh em bạn bè cùng xem ha. Nhớ like đăng ký kênh để có động lực làm video tiếp theo nha vị. Đó. Rồi, mã 40 cuối clip nha vị. Đây là cũng rất quái. 19 chiều cao. Hoành 10 hơn, tính 10 thôi. Đó, cái này cuốn qua. Để nôm như con thú con gì nó ngồi vậy. Cú qua, hóc qua, sẵn qua. Rồi, mã số 4 này 40 Zalo quý vị là giá 250.000. Mã 40 của clip nha quý vị. 250.000.
40 vi có số 4 không độc lòng. 250.000 mã 40. Rất mong anh em cô chú bác ủng hộ. Rồi quý vị có nhu cầu mua mây vàng hay liên hệ số điện thoại của Tùng, mình ghi phần tiêu đề nha quý vị. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho anh em bạn bè cùng xem. Rồi mình xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn video tiếp theo.